Em Khoa xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Em Khoa nha các bạn. Thì hôm nay Em Khoa lại tiếp tục lên cho các bạn là 4 mã xe. 4 mã nha. Các bạn đón chờ đến cuối video đi. Hôm nay em cập nhật mã xe này bán lấy may cho các bạn luôn. Ai là người may mắn nhất sẽ sở hữu em xe này nha. Giá cấu hình nó em sẽ nói sơ qua cái đi. Full đồ Bontrager luôn, zin nguyên con. Và nó đi thêm cái gì nữa ta? Giò dĩa trục rỗng, full rub đều rơi luôn, giá chưa tới 9 triệu. Các bạn đón xem cuối video nha, em báo con này. Và hai em này nữa, hai em này là xe gọi là mới như xe thùng nha các bạn ơi. Thiếu có mỗi cái thùng thôi, với lại cái giấy khai sinh thôi. Còn lại ngoại hình thì em bao cho các bạn là không khác gì 9-10 so với xe mới nha. Riêng con này khẳng định luôn, zin nguyên con luôn. Thì bây giờ em vô em review và đánh giá chi tiết từng chiếc đi nha các bạn. Thì mã này là mã Jet FX2. Thì dòng xe FX thì các bạn đừng nhầm lẫn nha. Có series 7 chấm nữa, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Nhưng mà riêng con này nha, bản của nó là FX series á, nên cấu hình nó sẽ cao hơn và giá thành nó sẽ mắc hơn nhiều. Nhưng mà em bán giá rẻ hơn series FX 7 chấm luôn. Bán để kỷ niệm cho các bạn một con xe mà đẹp, mua về chạy thể dục luôn. Sẵn giới thiệu cho em Khoa luôn, hỏi xe đẹp mà ở đâu bán chỉ qua shop em Khoa nha các bạn. Còn riêng ai mà muốn cạnh tranh về giá với em á, thì em xin phép không ngại luôn nha các bạn. Thì anh nào mà chơi mấy anh mà ghen ăn tức ở với em á, lên xe nào em lên là xe đó luôn, đảm bảo giá rẻ hơn anh luôn và xe đẹp hơn anh luôn nha. Bán có chế độ bảo hành đàng hoàng luôn, chứ không phải mấy con chết FX 7.3, 7.4 mà bán 9 triệu mấy mà nói rẻ nhất trên thị trường, không có đâu các bạn. Con này mới đúng gọi là rẻ nhất trên thị trường nè, đảm bảo không ai bán các bạn giá này đâu, chỉ có shop em Khoa thôi. Con này là đi đồng bộ rub Shimano DORE, gọi là full rub luôn nha các bạn, full rub luôn chứ không phải là chỉ có một cái càng thắng hay là cái này cái kia mà nói. Con này là đi từ tay gạt đĩa tới cũ đời, full rub Shimano DORE chính. Và con này nữa em phân tích cho các bạn luôn để các bạn mua xe tránh bị lầm nha. Shimano con Jet này thường là dòng Jet luôn á, chỉ đi một là phanh Avid là phanh của Mỹ, hai là phanh của Shimano, chứ không có đi Tetro nha, không có lai Đài Loan như đó được. Mỹ là thì thường đi chỉ có hai cái thôi, một là Avid, hai là Shimano. Con này đi hàm thắng của Shimano luôn nha các bạn, phanh đều rơi luôn nè, phanh liền tay bấm xả luôn nè, đời này siêu xịn luôn. Cặp tay này mua ở ngoài chắc phải trên 1 triệu một cặp đó các bạn ơi, không có rẻ đâu. Tay chính hãng đàng hoàng luôn, zin theo xe. Con này đi đồng bộ là ghi đông bô tăng Bontrager đàng hoàng luôn nè. Đó. Về mạc cái logo là logo nổi luôn nè, khung nhôm. Con này không khác gì xe mới á, ngoại hình rất là đẹp. Phuộc đó là phuộc carbon nha các bạn. Thường thì cái những phuộc carbon nó hay có mấy miếng mà vậy nè các bạn. Thì em giải thích luôn cho các bạn nha, để các bạn tránh bị nghe những người có thiếu kiến thức hoặc là không có kiến thức nói sai. Cái này thường á là những cái phuộc carbon là những sẽ có những miếng kiến, cái này phải biết xử lý, nếu mà không biết xử lý á, vậy các bạn lột á là nó sẽ bong hết từng lớp luôn, bong hết nguyên cây phuộc luôn, rất là xấu. Chứ không phải là dán keo, dán BBF gì đâu nha các bạn. Không biết mà lên nói tầm bậy tầm bạ không à. Xe này thì đi cặp vỏ rất là lạ nè các bạn. Cặp vỏ trước chứ cặp vỏ sau là người Nhật á, họ chơi khá là quái dị. Con này tự nhiên vỏ trước cam, vỏ sau xanh, zin theo xe. Về sau em Khoa để về cho các bạn luôn, chỉ bảo dưỡng thôi. Xe này có cái gọng nước đồ chơi để tặng các bạn thôi, gọng nước là Made in Japan các bạn ơi. Đó. Các bạn thấy không, Made in Japan, gọng nước Minora cùng với màu xe. Đùi đĩa là đùi đĩa cốt rỗng đàng hoàng luôn nha, đùi đĩa cốt rỗng luôn nha. Ê, cũ đời là cũ đời DOR luôn nha, siêu xịn đúng không các bạn. Đồng bộ nguyên rúp luôn chứ không phải chỉ có một cũ đời không đâu. Cũ đời đi kèm với gạt dĩa đều là DOR, chứ không phải là ở sau DOR, ở đằng trước Alivio hay Acera gì nha các bạn. Không phải đâu, cái này đồng bộ một rúp luôn, đi vậy nó mới sướng các bạn ơi. Bấm là lên, bấm là lên. Xe này thì đi đùm hay còn gọi là Mayer của Shimano nè các bạn. Các bạn nghe tiếng cái cối nổ nghe đã không các bạn, sướng tay cực kỳ luôn, nhẹ nhàng thôi. Vỏ zin theo xe nè, gai vỏ thì còn siêu đẹp. Xe này thì có nhiều món đồ chơi hơi bị quá dị. Thứ một là nó đi cái cọc yên của C4. C4 là ký hiệu của những xe Cannondale của Mỹ, cùng hãng luôn. Và yên là yên Best Line.
toàn vô đồ đỉnh không à các bạn ơi. Nếu mà chiếc xe mà em nhập về á nó bị gắn nhầm mấy món này nữa thì em càng khoái thêm, toàn là đồ hiệu không à, đồ của Mỹ không à, chơi đồ của Mỹ mới đã các bạn ơi. Đều rơi đàng hoàng luôn anh. Két FX2 khung nhôm phụ carbon, mã này em chia sẻ các bạn với giá là 8.900.000. 8.900.000 sở hữu con xe khung nhôm phụ carbon thương hiệu nổi tiếng của Mỹ luôn. Giò dĩa là giò dĩa cốt rỗng luôn rồi các bạn. Đi rúp đầu chính luôn á chứ không phải dừa đâu. Cái này em đang đá cái trống quay đụng đi. Bê đanh là bê đanh nhôm luôn nè. Chớn gì đâu mà chớn dữ vậy các bạn. Đùi đế trục rỗng luôn nè, cao cấp đàng hoàng nè. Trống có trống giữa luôn nè. Xe này có cái hay đây nè các bạn. Có cái cảm biến Bluetooth nè. Loại này thì thường sử dụng cho bắt đồng hồ hay là cái gì đó các bạn. Thì các bạn nào mua xe thắc mắc cái nào liên hệ Khoa tư vấn và giải đáp cho. Đây là mã số 1, 8.900.000 nha. Giá này mới gọi là rẻ nhất thị trường này, chứ không phải 9 triệu mấy mà rẻ đâu các bạn ơi. 8.900.000 sở hữu em xe trục rỗng phụ carbon siêu VIP. Mã số 2, mã này là 5.500.000. Mã này là mã xe Aeon. Em Khoa quay kỹ luôn. Xe này thì em Khoa để nguyên luôn nè. Về xe này gọi là siêu lướt. Về phần ghi đông bô tăng mấy chỗ này nó bị hơi bay bay sơn. Các bạn không thích nói em Khoa dặm lại. Cho cái này em làm theo nhu cầu. Có một chú nào yêu cầu phiên bản nguyên zin từ Nhật về, để nguyên zin chạy xước vậy á. Thì đây, thì chú thấy video liên hệ lại con nha. Không chấm ghẻ luôn nè. Thường thì những xe không chấm ghẻ là lòi nhôm như thế này nè các bạn. Thì nó sẽ mắc mỹ quan, giống như nguyên xe đẹp vậy nè. Nhìn từ xa thì rất là đẹp nha. Khi mà nhìn lại gần tự nhiên thấy lòi nhôm ra kỳ quá. Thường thì máy này là em Khoa có chấm lại, pha màu xanh chấm lại cho đẹp. Xe nước sơn zin nguyên bản luôn nha. Chưa dặm tút gì cả. Liền còn cái má phay đàng hoàng luôn nè. Siêu đẹp. Vỏ Kenda 700x28 nè. Gai gió còn dày nè. Đây, còn gọi là đùm hay còn gọi là mayer. Mayer là mayer nhôm của nhà Wando. Căm là căm chì, zin theo xe. Cái phuộc trước hay còn gọi là cái giò trước nè, bằng thép, còn lại là phụ tùng nhôm. Phanh là sử dụng hàm phanh 3 mảnh nè. Xe này bóp thắng nói chung là nhẹ nhàng các bạn ơi. Hàm cuộc mà canh tới cỡ này thì thôi rồi. Aeon là một thương hiệu dòng xe quốc dân khá là nổi tiếng. Dòng xe giá rẻ mà sử dụng hàm phanh 3 mảnh thì siêu đẹp các bạn ơi. Cọc yên nhôm luôn nè. Yên là yên zin theo xe luôn nè, chưa lợp lại nè. Nước sơn em quay kỹ cho các bạn coi. Rất là đẹp luôn. Nói chung xe này ít trầy, nó chỉ bị một vài điểm nhỏ thôi. Xe bãi mà bắt buộc phải có chạy xước các bạn ơi. Còn về riêng mấy con ốc á, mấy con ốc đầu này nó sẽ hơi bị rỉ sét nè. Các bạn không thích nói em Khoa làm lại hết cho. Đùi đĩa nè, còn cái bảo vệ dĩa luôn nè, siêu đẹp các bạn ơi. Để zin về nè các bạn, nó sẽ bị bay sơn, nhìn mắt thẩm mỹ chiếc xe nhìn không được đẹp. Em Khoa dặm tuốt lại đẹp hơn và bán giá vẫn như vậy luôn á. Đây là gấp sau của xe, cũ đời Shimano Tuning các bạn ơi. Đây là clip 7 tầng. Con này em ra với giá là 5.500.000, bao ship tặng nhà nha các bạn. Mã này 5.500.000, bao ship tặng nhà. Size đứng là 43, rất thích hợp cho cô chú anh chị nào cao từ 1m55 trở lên. Đi con này rất là ok nha. Hàm phanh 3 mảnh nè, xe rót nè, màu cũng đẹp nữa, yêu nữa. Thì đây là mã số 2, 5.500.000. Còn đây là mã cuối cùng nè. Không phải mã số 3 các bạn ơi. Con này là Louis Gardner. Con này là mã LGS ASR. Con này là zin, gọi là zin từ đầu đến đít luôn. Zin nguyên con luôn. Con xe này em nhập về còn cặp bê đan em để đâu mất tiêu rồi. Cặp bê đan nhôm đẹp lắm, nhôm nguyên khối luôn, siêu đẹp các bạn ơi. Đi rúp đồ là Claris. Claris này là Claris 2004. Nên là đi dây nổi ở ngoài. Dây quấn là dây quấn zin theo xe luôn nè. Dây quấn là cỡ này mới giữ lại nè các bạn. Còn im tai lắm. Với lại nó chưa có bị chảy nữa. Chuông nè, chuông nhìn thấy ghét không các bạn. Ghi đông bô tăng cũng là của Louis Gardner nè. Nhôm nguyên khối luôn. Nói chung xe này full nhôm, phuộc là phuộc carbon.
xe nguyên bản size đứng 42, rất là thích hợp cho quý cô, quý chú, quý bác nào cao từ 1m55 trở lên, đi mấy con này rất là dễ, nhẹ nhàng êm ái không các bạn. Đây, con này là made in Taiwan luôn nha, sản xuất tại Đài Loan. Em quay kỹ từng giống cho các bạn coi nè. Xe nguyên bản luôn, xe này nói chung là cái độ mới gần như là tuyệt đối luôn, không có trầy xước gì nhiều luôn á các bạn. Đùi đĩa Claris đây nè, zin theo xe luôn nè, các mặt răng dĩa nè. Còn thì em giải thích các bạn luôn là tại sao những cái dĩa nó hay bị cụp vậy. Cũng có nhiều anh nhiều chú hỏi em giải thích trên video luôn. Thường thì nó sẽ vậy, làm vậy nè, để cho nó cuộn cái dòng dĩa lên xuống các bạn. Xe nào cũng vậy hết, chứ không phải là bị mòn đâu nha các bạn. Dây sinh zin nè, dây sinh zin còn cỡ này các bạn ơi, của Shimano HG luôn. Cũ đời Claris nè, líp thả 8 tầng nè. Còn cái này em không biết có đẹp không nữa mà cái dấu thắng gần như là không có luôn á. Xe này họ mua về họ để chưng không chứ không có chạy sao các bạn ơi. Cái niền gì đâu mà còn gì cui là đẹp lắm các bạn. Câm là câm inox nè. Niền thường Louis nó hay đi với niền Alex Dream á các bạn. Còn cái miếng bảo vệ dĩa luôn nè, còn đó là mới luôn. Xe này không có gì phải bàn cãi á, dây âm sườn nè, đời mới luôn nè. Cái logo nhôm nổi nè, siêu đẹp, phục carbon đàng hoàng luôn, siêu VIP. Con này em sẽ chia sẻ lại các bạn với giá là 11.500.000, bao ship tận nhà nha. 11.500.000, sở hữu con xe là con này không khác gì xe đấu giá, em nói thật, chỉ thiếu mỗi cái giấy tờ khai sinh thôi, tại vì em Khoa có nhiều cách nhập khác nhau, nên là con này nhập lại đưa chia sẻ lại các bạn giá tốt, thiếu giấy khai sinh. Chứ con này mà có giấy khai sinh nữa nó phải rơi vào 17, 18, 20 lượng đó các bạn. Rẻ hơn vài triệu luôn, tội gì mà không mua mấy con này. Giấy tờ thì mình cũng dục ở đó thôi, cũng không có sử dụng nhiều. Full nhôm, phục carbon, dây âm sườn 11.500.000. Còn đây là mã Jet, Project One, One Series 1 đó các bạn. Đó, đi full group Claris, con này thì cũng tương tự con này, hai con này thiếu giấy khai sinh thôi. Nay em lên bán chia sẻ các bạn luôn, đồng giá cặp này 11.500.000 luôn, bao ship tận nhà, đóng thùng, giao tới tận nơi luôn, trước cổng rào nhà bạn với giá 11.500.000. Xe thường thì các bạn yên tâm đi, những dòng xe này em hay tặng được đồ chơi lắm. Những xe này cũng tặng luôn, nhưng mà những xe này phân khúc trên 10 triệu thì tặng đồ chơi nó sẽ khác hơn xíu. Tặng thêm những món đồ chơi gọi là cao cấp xíu, giống như trên 10 triệu thì tặng kèm thêm cái ống bơm để chơi. Con này có chứng chỉ OCI luôn nha. Tặng là tặng cái ống bơm xịn đàng hoàng nha. Ống bơm của một là Honor, hai của Izo nha, chứ không phải tặng ống bơm no name đâu nha các bạn. Tặng là phải tặng cho đáng luôn. Con này là em hôm qua em quay lại rồi, nhưng mà video kia hơi bị flop. Flop có nghĩa là giảm tương tác đó các bạn, tại em đăng sai giờ. Thì hôm nay em quay lại sơ các bạn. Các bạn nào xem lại chi tiết, em Khoa có để đường link bên dưới, tham khảo lại giúp em Khoa nha. Đó, 11.500.000, hôm qua em bán 11.9, nay giảm giá bằng giá lên cho một cặp luôn cho các bạn dễ lựa. Size 42, con này là size 50, đứng 50, ngang 53. Xe này thì 1m60 chạy cũng vừa nữa, tại vì ngang có 53 à. Với lại những cái xe tay công này nè, các bạn nào mà không thích chạy tay công, có nhu cầu xuống tay ngang thì nói em Khoa hỗ trợ luôn nha. Những xe này em Khoa đều về tay ngang được cho các bạn hết luôn. Và với một điều kiện nha, về tay ngang không tốn phí nha, không tốn bất kể phí nào nha. Đó là ưu đãi khi mua xe ở bên shop em Khoa. Xe em bán ra thì bảo hành chắc cho các bạn là tới 12 tháng lận, nên cứ an tâm mà mua sử dụng. Xe về thì xe mà em Khoa dám bảo hành 12 tháng thì chất lượng thì bao phải trên 12 tháng rồi các bạn ơi. Xe cũ mà ai đâu mà bảo hành dài vậy. Bảo hành là để cho khách hàng an tâm thôi. Tại vì chất lượng xe em Khoa bảo dưỡng ra, em Khoa biết xe bên mình như thế nào mới dám mà mạnh miệng bảo hành dài như các bạn vậy. Chứ đôi khi những chiếc xe mới giờ bảo hành còn có 3 tháng, 6 tháng à. Còn đây em Khoa bán xe đã qua sử dụng, bảo hành hẳn 12 tháng luôn cho các bạn an tâm mà xài nha. Riêng hai xe này tặng các bạn cái đèn đèn sau, đèn hậu nè, đèn của Gizo nè. Và đèn trước là đèn 3 số 1. Em mà không có quay kỹ mấy đó được, em sợ bị gọi là đánh bản quyền. Nên là không có quay được. Nên là khi mà các bạn chốt đơn, em Khoa có chụp hình những món đồ chơi tặng kèm theo cho các bạn. Như mấy con xe phổ thông này, lúc nào cũng tặng kèm đầy đủ 4 món ăn chơi: đèn trước, đèn sau, giá đỡ nước, chắn bùn. Riêng mấy xe này thì tặng đồ nhỉnh hơn xíu, tại các bạn bỏ ra mười mấy triệu mua xe mà, phải tặng các bạn đồ chơi thêm tí nữa để cho các bạn về là dùng luôn, không có cần mua gì thêm á. Thì video cũng khá dài rồi,
Em Khoa cảm ơn các bạn đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của em nha. Xin chào.